Hello, anh đang làm gì vậy? Không thấy đang bơm bánh xe hả mày? Thôi mỗi mày đưa thiếu tiền tao nè. Mày cho tao. Mày Siêu Nhân, mày còn thiếu tao 1.000. Sáng sớm hai thằng khùng này đi trời. Hên cho mày đó nha con. Mới sáng sớm chưa mở hàng. Xe đâu rồi? Xe. Hôm nay trời mát quá đại ca hả? Mát cái đầu mày, thấy đại ca không? Đội nón má tôi kìa. Ê! Xong em. Ok. Còn gì không? Thôi quá. Hết tí rồi. Ý, có cái bóp. Tụi bay làm gì đó? Giữa ban ngày ban mặt mà tụi bay giở trò đầu bại như vậy hả? Mày là cái thằng nào? Hùa giúp. Đúng là cái lũ mắt lé như mù. Có tai mà không thấy cao thấy sơn. Ở đây là Siêu Nhân Gao. Tao đến không kịp rồi tụi bay. Ra tay rồi. Ê đủ rồi nha. Tụi tao thấy con nhỏ té tụi tao mới lại hỏi thăm chứ bộ. Ít chu. Thôi mày biết. Cho dù con nhỏ nó có té thiệt, tụi bay coi không có dễ gì mà. Hỏi thăm thôi đâu. Cái thằng điên này. Không nên đòi co với loại người chỉ có hai con mắt này. Dạo gần đây anh em mình chưa có bụp ai. Hốt nó cho anh. Dạ đại ca. Một mình em là đủ quốc hành xa le này rồi. Sao này mạnh quá vậy? Chẳng lẽ nó không có điểm yếu này hay sao? Hay là... Nat, are you okay? Vô. Lên đi em. Thực ra tôi đưa thằng Nat với thằng Chua lên chỉ để xem thực lực của ngươi là như thế nào. Cộng thêm việc thằng Nat nó đá vào ba sườn khiến ngươi trọng thương. Thực tế ngươi không có võ, ta nói như vậy có đúng không hả? Sao nó nói đúng quá vậy? Suốt cả đầu đến giờ thằng đại ca này vẫn luôn bình tĩnh. Thằng này chắc phải mạnh cỡ Nobita trong Naruto. Mình biết rất rõ vì mình đã xem bộ phim tài liệu đó trên Fashion TV 3 lần rồi. Thôi tiêu rồi. Cuộc đời Siêu Nhân Xanh Lá đến đây là chấm dứt. Thiên hạ đệ nhất tuyệt chiêu.
Running Man. Đại ca, chờ em. Wait for me. Chạy luôn đi nha, có lũ khôn. Em ơi, có sao không em? Em gì đẹp đẹp ơi. Em không sao. Yêu quái. Đâu ta? Lụm được cái xe có 2 triệu. Mất cái bóp 30 triệu. Kỳ này tao biết nào lấy được, đập bơm đâu hết ra. Tụi bay thấy đại ca của tụi bay có hay không? Xài tiệt chiêu cuối là vớt được cái bóp 30 triệu. Mà lỡ xài hết còn có 100 ngàn à. Xui cho nào mất bóp. Mà chứng minh nhân dân muốn nào đây? Mặt như khỉ đột. Tiếu rồi. Mày hả mày? Mày lấy tiền tao.